Con hồ này đẹp quá em nhỉ? Trời ạ, à, anh phải kêu là cái hồ chứ. Hả? Cái sông này cũng đẹp quá em nhỉ? Anh phải kêu là con sông. Sao tiếng Việt của em khó quá? Cũng là nước mà lúc thì gọi là cái, lúc thì gọi là con. Vậy cho dễ hiểu nè, cái bàn, cái tủ, cái ghế, hễ cái gì đứng yên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà, nó chạy tới chạy lui thì gọi là con, hiểu chưa? À, giờ anh mới hiểu được tại sao của em gọi là cái, còn của anh gọi là con. Ta sẽ cho con 3 điều ước, con có thể ước bất cứ thứ gì. Thật à? Nhưng khoan, chúng ta có 3 điều cấm. Thứ nhất, không được ước thêm điều ước. Thứ hai, không được làm hại ai. Thứ ba, không được ước người khác yêu mình. Được, vậy con muốn ước gì? Con ước con dáng có kích thước bằng con người. Hả? Chúng không cần phải nói được tiếng người, nhưng con muốn chúng phải sinh sôi nảy nở thật nhiều. À, thật ra ta còn quên điều cấm thứ tư nữa. Xin chào, anh muốn order gì ạ? Cho anh một phần burger bò cỡ to nha em. À dạ, xin lỗi anh, 5 phút nữa tụi em mới phục vụ bữa trưa ạ. Hiện tại chỉ còn đồ ăn sáng thôi anh. Sao chứ? Dạ, mong anh thông cảm. Ừ thì vậy để anh xíu nha. Dạ. Anh có định gọi món gì chưa ạ? Em xin nhắc lại, anh có định gọi món hay không? Cho anh một phần burger bò cỡ to nha em. Ừ, sao mặt mày buồn thiêu vậy? Ừ, hôm nay con bị điểm không môn toán à. Trời, làm cái gì mà không điểm dữ vậy? Tự nhiên cô hỏi con 2 cộng 2 bằng mấy? Rồi mày trả lời sao? Tất nhiên là con trả lời bằng 4 rồi. Ừ, thì đúng rồi còn gì? Rồi bả lại hỏi tiếp 2 nhân 2 bằng mấy? Thế khắc mẹ gì đâu. Thì đó, con cũng nói y chang bố vậy đó. Sự khác biệt giữa con gái và con trai khi giới thiệu người yêu với bố. Bố? Sao hả? Tối nay con dẫn bạn gái về nhà chơi nha. Gì chứ? Mày có bạn gái rồi à? Dạ, tối nay con dẫn cô ấy về được không? Thằng này ghê nha. Con nhỏ đẹp không? Để gặp mặt rồi thấy luôn. Được rồi, tối nay tao dẫn cả nhà ra ngoài cho tụi bay riêng tư. Thiệt hả? Cảm ơn bố nha. Bố ơi. Sao con? Tối nay con dẫn bạn trai về nhà nha bố. Cái gì hả? Con nói gì? Bố nghe không có rõ. Dạ, tối nay con dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ hả? Ừ, không. Sao vậy bố? Con 18 tuổi rồi mà. Tao nói không là không. Ừ, anh hai cũng có bạn gái lúc bằng con mà, sao bố thiên vị quá vậy? Chừng nào đủ 30 tuổi rồi hẳn hẹn hò. What? Khoan, còn một chuyện nữa. Từ giờ mày bị cấm túc. Anh ơi, coi sửa cái bếp điện giùm em đi. Sửa bếp? Em bị cái gì vậy? Tưởng anh là thợ điện hả? Rồi làm sao em nấu ăn đây? Đó là việc của em. Thôi anh đi đây có việc rồi. Anh, cái bàn nhà mình bị gãy một chân rồi, anh coi đóng giùm em được không? Em bị hâm hả? Em nghĩ gì vậy? Anh đâu phải thợ mộc đâu. Sửa cho đỡ tốn, mất công lại mua cái mới nữa. Đó là chuyện của em, anh bận dữ lắm. Ủa, em sửa hết trơn luôn rồi hả? À không, là anh hàng xóm mới dọn đến tuần trước làm á. Trời, rồi em có trả tiền hay gì không? Anh ấy cho em 2 lựa chọn. Một là nấu giùm anh ấy vài món, còn 2 là cho anh ấy xem ngực. Cái gì? Cái thằng chết tiệt này. Rồi em nấu cho anh ta món gì? Hê, anh nghĩ gì vậy? Em đâu phải đầu bếp đâu.